GoFood thân chào tất cả mọi người. Thì hôm nay GoFood muốn chia sẻ một vài thông tin đến với mọi người. Thì chắc mọi người cũng biết về cái hoàn cảnh của chị Út bị bệnh ung thư. Nếu mà ai chưa xem ở trên trang GoFood thì hãy xem lại về cái hoàn cảnh chị Út bị ung thư. Thì cách đây vài ngày thì chị Út đã mất cách đây vài ngày. Và cái thông tin này thì GoFood biết được thông qua một cái người bạn của chị Út. Cái cô đó thì cổ làm chung với chị Út ở Bệnh viện Thống Nhất trước đây. Trước khi mất thì chị Tuyền, con của chị Út, có trả lại phòng trọ ở Bình Tân để mà chuyển chị Út và các con của chị Tuyền xuống với Cần Giuộc, ở dưới Cần Giuộc, Long An. Để mà nếu mà chị Út có mà ngã xuống thì cũng nằm chung với ông bà ở dưới. Và khi mà chị Út mất thì GoFood cũng có gọi điện cho gia đình của chị Tiền để mà chia buồn cùng với gia đình. Thì đó là những cái thông tin mà GoFood muốn chia sẻ với mọi người. Thì cũng mong một ngày gần nhất sẽ gặp lại chị Tuyền và các con của chị. Còn bây giờ thì mình đang ở địa phận Thủ Đức để mà gặp lại anh Lượng, để mà trao tiền hỗ trợ của một cái chị ở Mỹ đến cho anh Lượng. Thì bây giờ cũng gần tới chỗ. Và sáng thì GoFood có gọi điện cho anh. Bây giờ sẽ kiếm cái chỗ nào mát để mà gọi cho anh, để mà nhờ anh chỉ đường tới để mà trò chuyện và chia sẻ đến mọi người. Đây anh Lượng, anh ngồi quán cà phê đây. Giờ mình chuyện anh chút xíu. Chào anh nha anh Lượng. Dạ, em chào anh. Dạ. Ngồi đây lâu chưa anh? Em ngồi đây nếu nãy giờ chắc cũng tiếng mấy rồi đó. Tiếng mấy? Dạ, dạ. Là nãy anh, em gọi anh là anh tới đây trước rồi hả? Dạ, anh gọi em là anh đang ngồi đây rồi. Tại vì dạ, mỗi ngày em đi bán về, hoặc em đi bán về, hoặc là trước khi đi bán em cũng ngồi đây. Dạ. Tại ở đây là chỗ em ngồi uống nước, chứ lại nói chung là ngồi nhảy mệt luôn. Dạ. Dạ. Hồi nãy anh, em tưởng anh ở gần nhà, nhưng mà ở đây bên Linh Xuân, Thủ Đức, chứ không phải Bình Dương. Linh Tây, Thủ Đức. À, Linh Tây. Dạ. Dạ. Ngồi với chú hả? Dạ, em ngồi với chú. Rồi chú đi rồi ha. Dạ, dạ. Ngồi nghỉ mệt vậy thôi ha, chừng nào về. Ví dụ trước khi em đi bán là em cũng ngồi đây. Mà giờ em không đi bán, em cũng ngồi đây. Dạ, dạ. Ngồi đấy mà. Nói chung ở đây em ngồi là tại vì nó thoáng mát, nó khỏe. Dạ. Em hay ngồi đây lắm. Dạ. Dạ. Mấy này bán được không anh? Dạ, nói chung là mấy bữa nay thì vẫn đi bán bình thường. Cũng nghỉ cũng nhiều. Dạ. Dạ. Tại nó không được khỏe. Như ví dụ hôm qua thì đi là tối. Hôm qua ban ngày không đi. Tối đi, dạ. Tối đi nhưng mà sáng nay nghỉ. Dạ. Mấy tháng này nắng quá đi ba ngày hơi mệt ha. Dạ đúng rồi, rất mệt. Dạ mệt lắm. Bán cũng vậy hả? Hả, mình nói bao nhiêu vé, 100 mấy vé hả? Dạ cũng vừa tối này được 100. Tối này vậy. Tối này được 100. Còn ngày tối trước nữa thì được 130. Dạ. Em đâu có biết, nói chung đâu có biết được. Dạ. Rồi thường là chỉ là bữa nay không có bán. Dạ hôm nay không, nhưng mà tối chắc đi. Dạ, tối này đi. Tối cũng đi rồi. Dạ. Bữa nay anh tính bán hướng nào? Dạ, thì chắc tối nay là anh tính dự định em là tối nay là quận 9. Quận 9 hả? Dạ. Dạ. Thì tại vì ban ngày anh nghĩ là tối em cũng đi rồi. Mấy ngày lễ này bán được không anh? Dạ không, mấy ngày lễ này nó vắng lắm. Vắng lắm hả? Dạ. Em tưởng mấy ngày lễ đi tới ban đêm mình đi tới mấy quán nhậu rồi đó, người ta đi. Dạ không, mấy ngày lễ bán nó không bằng bình thường. Dạ. Không bình thường. Dạ. Không dạ. Bình thường. Từ bữa giờ cái đàn hát rồi sao rồi? Ừ, dạ đàn thì ngày nay em cũng dệt rồi. Dạ, nhưng mà không có nhiều, cái ngày 1 tiếng 2 tiếng vậy đó. Dạ. Dạ, ngày
Mấy anh có gặp anh Nghĩa không anh? Dạ là hôm 30 tháng 4 tức là cách nay 2 ngày cũng có lên nhà, anh Nghĩa chơi. Dạ có lên nhà anh Nghĩa chơi được chút. Chơi khoảng chắc cũng tiếng mấy 2 tiếng. Dạ. Nhà anh cũng gần đây. Dạ cách đây khoảng cách đây chắc 5 cây số. 5 cây số cũng gần. Dạ. Anh có đề cập tới cái việc mà sắp tới đi ca hát không? Dạ không, anh không có nói, nhưng mà anh chỉ nói là ráng dợt đi. Dạ. Ráng dợt đi thì bữa cũng có đàn cho anh nghe, thì cũng nói ráng dợt đi. Dạ. Rồi có dịp đi đàn anh sẽ kêu. Dạ. Dạ. Nói chung là giống như là bây giờ, giống như em lấy cái ngày đàn này để em hậu thân thôi, chứ còn thật ra thì hậu thân tức là để đôi ba năm gì nữa mình đi không đi bán nổi nữa đó thì mình hậu thân của mình. Dạ. Thật ra ngay cả bây giờ thì chưa có trình độ để mà làm được đâu. Dạ. Nếu mà đi thì cũng vẫn được đó, nhưng mà nó không có tự tin đâu. Dạ. Nhưng mà cái đó là để mình phòng thân, để sau này mình không đi bán nổi nữa thì mình đi đàn. Dạ. Đó, cũng như là những lần trước em đã nói đó. Dạ. Dạ. Còn anh Nghĩa? Anh Nghĩa chắc anh bận quá ha. Dạ anh Nghĩa thì nói chung theo em nhận xét thì ảnh công việc rất là nhiều. Dạ. Dạ. Mà từ em lên nhà ảnh, bữa em lên nhà ảnh nói chung ảnh công việc rồi. Nói chung là anh thấy ảnh cũng không có nhà thường nữa. Dạ. Dạ. Ví dụ muốn gặp ảnh hay gì đó phải điện ảnh là này kia nọ ảnh, chứ đâu mà đột xuất thì sợ không gặp hết. Hôm bữa thì ảnh mời lên nhà ha. Dạ, còn cách khoảng 10 ngày thì ảnh có qua em chơi, có qua đây. Dạ. Hôm nay mọi người có gọi điện cho anh không anh? Dạ thì nhìn chung không biết, em cũng không biết nói làm sao nữa. Có. Dạ có, nhưng mà nói chung hầu như là từ lâu nay rồi tới chung cũng khoảng chừng 3 người điện. Dạ. Mà nói chung là trước mắt là người ta hỏi thăm sức khỏe, và nói chung là cái đó mình cũng rất cảm ơn người ta, nhưng mà nói chung là người ta cũng hứa này hứa kia đó, hứa cũng như là cho anh chút đỉnh quà để chắc em nghĩ là người ta mất bận. Yeah. Mất bận, mất kẹt công việc. Dạ. Chắc vậy. Dạ. Nói chung là có người á điện lại hứa 2-3 lần. Dạ. Dạ, nhưng mà mình nghĩ là chắc người ta kẹt công việc đấy. Đúng rồi anh. Dạ. Nhiều khi em đang đi ngoài đường đó chứ, thì nghe cuộc điện thoại thì bắt máy lên nghe thì nói chung là người ta cũng hứa này kia nọ. Dạ. Dạ, nhưng mà thì anh nghĩ là chắc người ta mắc kẹt. Dạ. Có những chú cũng lớn tuổi lắm rồi. Dạ. Như những lần trước em cũng nói với anh là cũng có cái chú lớn tuổi chú cũng nói vậy thôi, chú cũng hứa, nhưng mà chắc chú kẹt công việc á, chứ mà vậy. Dạ. Nội anh vẫn khỏe anh? Dạ nội thì nói chung yếu lắm đó chứ. Hiểu. Dạ nội rất yếu. Dạ. Cơm nước hàng ngày thì cũng mấy chú với cha đồ cũng chăm sóc bình thường đúng không anh? Dạ thì cơm nước thì nói chung là như có bác thì ổng đem vô cho nội ăn mỗi ngày á. Dạ. Còn riêng em thì vẫn ăn ở ngoài như ngày nào thôi. Vẫn vậy thôi. Dạ. Không gì thay đổi. Với anh là cách đây khoảng vài ngày có cái chị tên là chị Thơm Trần. Chị Thơm Trần ở Mỹ có gửi cho anh là 100 đô, là 2.3 triệu đó anh. Đó, thì đây em gửi cho anh. Đây là 2.3 triệu của chị Thơm Trần ở Mỹ. Nếu là chị thì có cho em hôm Tết rồi. Có cho hôm Tết rồi hả? Dạ. Em cũng không có nhớ. Dạ. Dạ. Chị Thơm Trần rất nhiều đã giúp đỡ cho em
hoàn cảnh của em, chị giúp đỡ cho em rất là cảm ơn chị. Và em rất là chung quanh nó là em mang ơn anh Sinh rất nhiều, em cảm ơn anh Sinh. Dạ, cảm ơn anh Sinh. Và hồi nãy anh có chia sẻ về cái việc cá nhân của anh chút xíu anh Lượng. Dạ. Là cái lúc trước có những mạnh thường quân hỗ trợ cho anh đó. Thì anh có nói là cái số tiền đó anh đi gửi hay đi tiết kiệm hả? Dạ không, cái số tiền đó thì anh giữ lại. Giữ lại vẫn còn. Dạ, để phòng thân. Dạ, có điều thì những cái việc em xài, em có xài nhưng mà em vẫn còn. Dạ. Em vẫn, tại vì em biết thân phận mình vậy rồi, nên em đâu có dám mà phung phí rồi. Dạ, đúng rồi, mình biết cái thân phận mình vậy rồi mình. Dạ. Dạ. Cho nên gì làm mình cũng phải để lại. Đúng rồi. Cái đó là những cái tấm lòng của mọi người. Thứ nhất, thứ hai là mùa mưa cũng sắp tới. Mình biết chắc thì mình cứ đi bán được nhiều không? Em cũng tính trước đường đó rồi. Dạ. Dạ. Sao anh? Con sẽ tặng các con chú trong vài ngày nữa. Và chị Thơm Trần và anh Sinh, và anh Sinh một bài hát. Hay lâu quá rồi không có gặp mọi người phải không? Dạ đúng rồi, lâu rất dạ lâu lắm rồi. Dạ. Không gặp mọi người mà hôm nay cũng như nó đang có, nói chung là đang tình cờ, tự nhiên bây giờ cũng rung quá. À. Chắc con xin hát một cái bài của ca sĩ Đan Nguyên mang tựa đề là Chuyện Hoa Sim. Dạ, hát chay luôn á. Dạ, nhưng mà hát chay chính vì cái chỗ tại hát máy quen, bây giờ hát chay cũng hơi rung, con nói thật lòng như vậy. Nên có gì cô chú anh chị thông cảm và thương bỏ qua giùm. Dạ. Dạ. Chứ anh Lượng không có biết tặng gì cho mọi người ngoài cái tiếng hát hết á. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi anh hát đi anh. Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa xinh. Có người con gái xuân vời vời, tóc còn ngăn ngăn chưa đầy bụi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đồi hoa sim, đứng nhìn xem tí hoan biên biệt, nhớ chồng chinh chiến đường xa xăm. Ôi lay chồng chiến binh, lay chồng thời chiến tranh, mai gửi đi trở lại. Giờ khi mình đi bay, giờ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Như không chết người trai coi lượm, mà chết người gái nhỏ phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đồi hoa xinh, thấy cảnh xin chiến thương vô bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan ta phải không em? Để chiều xem tím hoa biên biệt, đời mình tôi khóc chuyện hoa xin. Rung quá. Rung quá. Rung quá. À, cảm ơn anh nha. Ca nhưng mà nó học vẫn tư tưởng. Tư tưởng cũng như hát kia quen rồi hả? Hát mi quen rồi. Tư tưởng vậy. Dạ. Chủ yếu là mọi người thấy anh vui là được rồi. Dạ. Dạ, vui trong cuộc sống là được rồi. Mà từ khi gặp mọi người tới giờ là anh cái tinh thần nó thoải mái hơn rất nhiều đúng không anh? Dạ, Lượng? Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Tại vì người ta quan tâm tới mình. Dạ, dạ. Dạ. Nói chung
em rất là vui. Dạ. Nó như anh nói đó, thường thường thì anh không có bán thì anh cũng ra quán cà phê anh ngồi một mình. Dạ, đúng rồi. Rồi bán xong cũng ngồi. Dạ, đúng. Buồn vui gì cũng ra quán cà phê. Dạ, đúng rồi. Không biết trò chuyện với ai. Dạ. Chỉ một mình. Dạ. Chỉ ngồi một mình như vậy thôi. Dạ. Nếu mà cùng lắm thì có ông chú ông chở đi mỗi ngày, cùng lắm thì ngồi uống cà phê chung với ổng thôi. Dạ. Chứ ngoài ra thì không có ai. Anh có nói anh có xem những cái clip ở trên trên trang của em đó, trang của Food đó. Là anh coi từ đâu? Có máy hả? Dạ. Ở nhà có máy hả? Có điện thoại hả? Em có cái máy của Z2 Prime của Samsung. Dạ. Cái máy đó là nó tại vì em xài cái chế độ mà chế độ mà để dành cho người mù thoát bách á. Dạ. Em thường tìm những cái clip mà nói chung là không phải là cái clip của em tìm nhiều clip để em nghe. À, nhiều hoàn cảnh khác nhau á. Dạ đúng rồi. Để tự an ủi cái bản thân mình. Đúng rồi. Như những cái clip anh quay những người khác là em đều nghe hết á. Dạ. Dạ, em tìm để em nghe ạ. Nói chung là em bây giờ thì đâu có còn gì nữa đâu, chỉ có em bây giờ thì đâu còn gì đâu, chỉ có là đàn ca là cái thú vui. Và thứ hai nữa cũng như em mới vừa nói là cái điện thoại mà Samsung mà em mở em nghe những cái, nói chung là không phải là em nghe một mà em đây nghe rất nhiều. Ví dụ như em tải về những cái mà đàn, những cái ca mà em thích của ai ca, ví dụ như thích của Đan Nguyên ca hay là thích của những người đàn ca nhạc sĩ nào đàn thì em tải gì đó em nghe, đó là như vậy đó. Dạ. Đó là cái thú vui của em. Cũng có mọi người đều cũng có nói em là anh cũng tìm một cái mảnh ghép gì đó. Sao anh có dự định không? Mảnh ghép sao? Cũng như tìm một cái người để mà bầu bạn rồi đó. Dạ. Nếu mà nói về, em sẽ nói một cách rất thật lòng, hiện giờ em đang rất là chán. À. Dạ, em đang rất là, nếu mà nói về vẫn lãnh vực mà tình cảm mà để xây một mái ấm gia đình, em đang rất là chán, em đang không thích. Dạ. Tại vì mình có nghĩ mình thích cũng không được, cho nên không. Với lại duyên chưa tới đúng không anh? Thì cái nói mà duyên chưa tới thì câu đó hình như em thấy 10 người nói đủ 10 người mà em không nghĩ vậy. Yeah. Nếu mà nó tới lâu rồi. Yeah. Chứ đâu phải đợi ngày mà tới 42 tuổi rồi đâu. Dạ. Yeah. Vậy là cũng trải qua rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, có trải qua rồi. Bởi vì bên này nên bây giờ em cũng nói chung là hầu như bây giờ em không tin nữa. Dạ. Bây giờ em không cái nói chung cái bây giờ em hỏi giờ cái lòng tin em nó không có. Cái lòng tin nó không có bây giờ như thế nào? Bây giờ ví dụ giờ người ta có đến với mình cũng không tin đâu. Yeah. Yeah. Nó không còn nữa, không còn lòng tin. Dạ, nó là vậy thôi. Bởi vì tại sao là em hay ngồi uống cà phê một mình là vậy? Nói chung là cái đó là thường xuyên mỗi ngày, hầu như là mỗi ngày như mỗi ngày. Dạ. Dạ, thích sống một mình. Dạ đúng rồi. Thôi chắc em xin phép anh Lượng em cũng về nha. Dạ. Dạ. Rồi anh ở đây rồi uống cà phê chút xíu rồi anh gọi cho chú chở anh về nha anh. Dạ. Cảm ơn cô chú trong và ngoài nước và cảm ơn anh xin rất nhiều. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Chiều nay em bán ở quận 9 hả anh? Dạ, chiều nay là chắc đi rồi. Tại vì hôm nay giờ sáng không đi, chiều phải đi rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bữa nào bệnh thì mới không đi thôi. Dạ đúng rồi. Chứ không đi sáng cũng đi chiều. Dạ. Thì cũng có khi đi sáng đi cả chiều luôn. Dạ. Tăng ca luôn á ha. Dạ, dạ. Mà tại lúc này nắng quá. Dạ. Đúng rồi. Nên em ít đi buổi sáng, đi buổi chiều. Mà đội nón thì không được. Ổng gài cũng tập đội vậy. Dạ. Dạ, tập đội chứ người. Tại vì ở nói chung những người khác người ta la quá, người ta thấy người ta xót, người ta chịu không được.
Dạ. Người ta nói chung hầu như ai bắt mình cũng phải đội. Dạ. Người ta thấy người ta chịu không nổi thì mình cũng ráng mình tập mình đội chứ, thì cũng khó chịu lắm, đội không quen. Mình cũng ráng tập đội, hổng rồi đội nó cũng quen quen. Dạ. Giờ đi ra ngoài đường là ai cũng biết hết á. Dạ. Người ta xem ở trên. Thôi em xin phép anh Lượng em về nha. Dạ, anh ngồi chơi đây, anh chúc anh về sau rồi nghỉ ngơi rồi chiều đi nha anh. Cảm ơn anh nhanh xin nha. Dạ. Thật khổ với em biết bao nhiêu lâu rồi mà giờ ra đường là nói chung là ta cũng ta nghe đều nhắc tới tên mặt rồi, nói chung là ta. Dạ. Ta kính nể anh ghê luôn. Dạ. Hầu như ai cũng nói. Dạ. Dạ. Thôi em về nha anh. Dạ. Dạ. Yeah.